Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng Casio để giải quyết các cái bài toán về tích phân. Thì những cái bài toán này thông thường thì nó là những cái bài toán hệ số của tích phân. Các em tham gia nhóm thủ thuật Casio khối A để tham gia và thảo luận thêm. Ở cái dạng bài toán này thì có rất nhiều các cái phương pháp khác nhau. Chính vì vậy các em học mà các em nắm được bản chất của vấn đề để khi giải quyết cái mỗi từng bài toán thì có cái cách tối ưu nhất để đưa ra cái lời giải chính xác, không có một cách nào gọi là toàn năng cả cho giải quyết cho cái bài toán này. Thì thứ nhất là ở câu thứ nhất, tích phân từ 1 đến 5 của dx trên 2x trừ 1 bằng log dp của k, giá trị của k nào? Đây là một câu tích phân đơn giản. Thì nếu các em nào mà đã thạo về tính tích phân đối với cái hàm này rồi thì là các em làm ra nhanh chóng, vì đây em ở đây dx thì các em đổi thành là d của 2x trừ 1 chia cho 2, thì khi đó nó chỉ là bằng là thành tích phân của d của 2x trừ 1 trên 2x trừ 1 nhân đến 1 phần 2 thì nó bằng 1 phần 2 log dp của trị đối của 2x trừ 1. Thì từ đó em suy ra k. Ở đây em thể ý rằng nếu đã sử dụng Casio nó sẽ tính được cái tích phân là bằng y sẽ bằng là 1 cận từ 1 đến 5. Và thấy rằng là y sẽ bằng là lúc đó y sẽ bằng log dp của k, và theo cái định nghĩa của logarit thì k sẽ bằng e mũ y. Thì vậy là đầu tiên, bước đầu tiên sẽ tính y của nó này. Mình nhập vào, nhập y hệt cái hàm số của nó là cận từ 1 đến 5. Hàm của mình đây là thành là dx là 1 trên 2x trừ 1. 1,0986. Thì bước thứ nhất là bước thứ hai đã sẽ tính e mũ y. E mũ y. Nhiều em có thể là nhớ vào phím A rồi tính là e mũ A cũng được. Thì ở đây là thầy tính ngay là e mũ n. Đây là kết quả vừa tính được. Thì đáp án của mình là 3. Như vậy là ở câu 1 đáp án chính xác là đáp án A. Câu số 2. Giả sử rằng là y sẽ bằng là tích phân từ trừ 1 đến 0 của 3x bình phương cộng 5x trừ 1 trên x trừ 2 dx bằng A log dp của 2 phần 3 cộng B. Đề bài hỏi rằng là giá trị của A cộng 2B. Chúng ta để ý rằng là nếu việc tính tích phân này thì đây là bậc của tử số lớn hơn bậc của mẫu số, là chỉ cần việc là chia tử số cho mẫu số, và khi đó ta sẽ tính được ra cái dạng của nó là A log dp của 2 phần 3 cộng B. Thế nhưng để sử dụng Casio như nào? Ta để ý rằng này, đề bài yêu cầu là tính giá trị của A cộng 2B. Đây thằng này là cái phương trình theo A và B, nó là bậc nhất. Và khi giả thiết đề bài nó cho y bằng là A log dp của 2 phần 3 cộng B, thì ta đưa về việc giải hệ phương trình. Thông thường đối với những cái bài toán này thì AB của nó, điều kiện của nó chỗ này là đề bài thiếu là điều kiện AB nó phải là thuộc quy. Thì những cái bài thì ta xem là giá trị nào thuộc quy thì ta sẽ nhận đáp án đó. Thì ở đây ta sẽ đưa về, đầu tiên ta sẽ tính y. Y của mình là cận từ trừ 1 đến 0. Ba x bình phương cộng với 5x trừ đi 1 chia cho x trừ 2 được là 0,98, thì ta sẽ nhớ vào A và qua phím shift R C R A này, nhớ phím A, và sau đó sẽ đưa về việc giải hệ phương trình. Hệ số ở đây thứ nhất là A log dp của 2 phần 3 cộng B bằng y, thì hệ số đi theo A là log dp của 2 phần 3. Hệ số đi theo B là 1, và hệ số C là AX cộng B bằng C mà. Thì C khi đó nó bằng Y, thì mình đã nhớ nó là phím A, thì mình để là A. Hệ số A đi theo A là 1, đi theo B là 2. Và cái hệ số C là các đáp án. Thì thứ nhất là đáp án A là 30 này. Như ta thấy là bằng đây là không phải thuộc số hữu tỉ này. Thì ta loại đáp án A này. Tương tự ta chỉ cần thay đổi này, 30 là 40 này. 40 được x bằng 21 và 19, y bằng 19 phần 2, tức là A bằng 21 và y bằng 19 phần 2. Thì đáp án B là ta chọn này, bởi vì là thuộc quy này. Ta thử xem là đáp án C, đáp án D, xem có đáp án nào trùng không. 50 này. Ta sẽ loại đáp án tương tự như vậy là 60 này. Vậy ở câu 2 thì là đáp án của nó là đáp án B. Thì ta thấy rằng là khi yêu cầu đề toán hỏi bậc nhất mà ra dạng này thì ta sẽ sử dụng giải hệ phương trình là một cách nhanh gọn và chính xác nhất.
Câu số 3, tích phân y bằng 1 đến 5 của dx trên x căn bậc 2 của 3x cộng 1 bằng a núc nepe của 3 cộng b núc nepe của 5, tính giá trị của a bình cộng ab cộng 4b bình phương. Ta để ý rằng ở đây thì là yêu cầu là tính giá, ở đây là điều kiện vẫn là ab thuộc quy nhé. Thì tính giá trị của a bình cộng ab cộng 4b bình. Thì thấy rằng là ở đây thì nó lại không theo cái phương trình bậc nhất như ở cái câu 2 nữa. Thì vậy ta phải làm như thế nào? Thì đương nhiên thì là nếu mà bình thường ta phải tính trực tiếp ra là a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu. Thì để ta thay vào a bình cộng ab cộng 4b bình. Thì ta để ý cái thằng đại, ở thằng giả thiết là cho này, a núc nepe của 3 cộng b núc nepe của 5. Thì khi đó ta có thể biến đổi là thành a núc nepe của 3 thì bằng là núc nepe của 3 mũ a, b núc nepe của 5 sẽ bằng là núc nepe của 5 mũ b. Ở đây là tổng hai núc nepe thì sẽ là bằng là y sẽ bằng núc nepe của 3 mũ a nhân với 5 mũ b. Từ đó mình suy ra được là 5 3 mũ a nhân với 5 mũ b bằng e mũ y. Như vậy công việc đầu tiên là ta vẫn phải tính y ra. Phi nó cận của nó là bằng 1. Tính y này, cận từ 1 đến 5 này. Của mình này sẽ là 1 trên x căn bậc 2 của 3x cộng 1. Và sau đó này, ta sẽ nhớ vào phím A. Cái thứ hai là ta có là 3 mũ 5 nhân với 5 mũ b xong bằng e mũ y, ta sẽ tính e mũ a đây. E mũ a. Còn nhiều em có thể là e mũ n đây cũng được. Thì khi đó bằng 1,8 thì để ra 1,8 mình xem là phân số bằng bao nhiêu. 1,8. Thì mình xem là phân số bằng bao nhiêu thì có thể là ấn dấu bằng đây là bằng 9/5. Thì vậy đây là ở đây là 3 mũ a nhân với 5 mũ b lại bằng 9/5. Tức là 9 lại bằng 3 bình phương. 5 nên thế này bằng 5 mũ trừ 1. Thế vậy là A của mình sẽ bằng 2. B của mình bằng trừ 1. Thì mình tính vào đây. B bằng 2 này. 2 là 4 này. A bình phương là trừ 1 là trừ 2 này. Cộng với 4. Cộng 4. Thì vậy của mình, đáp án của mình là A bình cộng với AB cộng 4B bình bằng 6. Thì đối với cách này em thấy rằng đề bài yêu cầu hỏi bất cứ giá trị nào thì khi mình đã biết giá trị AB thì đều thỏa mãn hết. Thì ở cái câu 2 thì ta thấy là ta dựa vào đáp án để ta suy ra cái kết quả. Còn cái câu số 3 thì là ta sẽ tìm được ngay trực tiếp là A với B thì nó không ảnh hưởng. Câu số 4 này, nếu fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c căn bậc 2 của 2x trừ 1 là một nguyên hàm của hàm số fx 10x bình phương trừ đi 7x cộng 2 căn bậc 2 của 2x trừ đi 1 trên khoảng 1/2 đến dương vô cùng thì 4a cộng 2b cộng c có giá trị là. Thì em để ý rằng là cái hàm fx này này thì điều kiện của nó là trong cái căn bậc 2 phải lớn hơn 0, tức là x phải lớn hơn 1/2. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, nguyên theo giả thiết được có là nguyên hàm của fx sẽ bằng f lớn x. Thì ta theo cái nếu mà ta đã yêu cầu đi tính tích phân từ a đến b của fx dx thì nó sẽ bằng f lớn b trừ f lớn a. Đấy, thế ta dựa vào cái yêu cầu đó này. Thì ta để ý là cái fb trừ fa thì mình xem là có ở cái f lớn đấy này. F lớn ta thấy là có f2. F2 nó sẽ bằng là 4a bình phương cộng với 2b cộng c, đúng với cái yêu cầu của bài toán là ta đang cần đi tìm. Thì khi ta thấy là f2 của mình sẽ bằng là 2 nhân 4x 4a cộng 2b cộng c căn bậc 2 của 2 nhân 2 trừ 1 là căn 3. Đấy nên là có f2. Cái thứ hai nữa bây giờ mình đi tìm một cái giá trị nào đó để cho nó bằng 0 để mình đi việc của mình, mục đích của mình sẽ đi tính tích phân từ a đến b thì sẽ bằng là f lớn b trừ f lớn a. Thì đây nó sẽ có f2. F2 rồi. Nếu mà giả sử ta cho một giá trị f5 f6 thì khi đó thì là mình lại vướng vào cái F5 F6 lại thêm cái đội thêm cái thằng A lên. Ví dụ ở đây cho F4 vào thì lại thành là 16A. Thì vậy ta không thể tính tích phân là từ 2 đến 4 được. Mà ta phải tính một cái tích phân làm sao để cho cái F giá trị đó nó bằng 0. Thì tức ở đây sẽ tính đây mà 2X trừ 1 là bằng 0 thì khi đó thì X nó sẽ bằng 1/2. X bằng 1/2 thì tức là F của 1/2 sẽ bằng 0. Thế nhưng mà điều ở đây là cái hàm số FX này này thì lại không xác định trên cái tại điểm 1/2. Tức vậy là nếu mà ta giả sử ta đi tính cái thằng tích phân
thằng tích phân của 1 phần 2 đến 2, thì khi đó 1 phần 2 đến 2 theo giả thiết nó sẽ là bằng F2 trừ đi F1 phần 2, F1 phần 2 nó bằng 0, F nối 1 phần 2 ấy, thì nó chính là bằng giả thiết của đề bài toán. Thì ta thử xem. Đây là bằng 10x bình phương trừ đi 7x. Thì rõ ràng em thấy rằng là khi mà mình để ngay cái giá trị 1 phần 2 này thì là cái hàm số của nó là không xác định, không liên tục thì suy ra không có tích phân. Như vậy là máy tính không thể thực hiện được. Đấy, em thấy thế. Thế vậy ta phải làm cách nào? Bây giờ mình sẽ dùng cái phương pháp xấp xỉ, có nghĩa là bây giờ mình cho cái một số nó lớn hơn số 1 phần 2 một tí. Thì tức là 1 phần 2 mà cộng với 0,01 đi. Cộng với 10 mũ trừ 4. Thôi lấy 10 mũ trừ 4. Thì khi đó cái S của 1 phần 2 cộng với 10 mũ trừ 4. Thì khi đó rằng là mình cũng bằng, cũng xấp xỉ là bằng là cái F lớn đấy của 1 phần 2 nhân cộng với 10 mũ trừ 4 thì xấp xỉ cũng bằng 0. Thì vậy cái thằng tích phân của thằng này thì sẽ bằng bao nhiêu? Là bằng là F2 trừ đi F 1 phần 2 cộng với 10 mũ trừ 4. Thì cái F lớn 1 phần 2 cộng 10 mũ trừ 4 mình xấp xỉ bằng 0. Thì cái F lớn 2 là chính là yêu cầu bài toán là 4A cộng 2B cộng C. Thì thằng này chính là giá trị đáp án luôn. Thì đáp án của nó mình đợi một chút ấn dấu vào. Khi mà tính tích phân thì có thể máy tính hơi chậm tí. Đấy, thì em thấy rằng là nó bằng, sẽ là bằng là 12. Thì vậy là khi đó người ta có rằng là cái giá trị từ trừ 1 phần 2 12, thì tức là cái F2 của mình khi đó lại còn là bằng là 4A cộng 2B cộng C nhân với căn 3. Thì đây yêu cầu mình chỉ cần tính là 4A cộng 2B cộng C thôi. Thì chính vậy mình sẽ chia cho căn 3. Thì sẽ bằng là 6,99, mình xuất chỉ là 7. Thì đáp án của mình là đáp án D. Thì bây giờ bài toán nó lại cho thay đổi một chút này. Bây giờ nó không yêu cầu tính 4A cộng 2B cộng C nữa. Mà nó yêu cầu tính A bình cộng B bình cộng C bình. Thì khi đó cái việc mà mình sử dụng là một giá trị tính tích phân từ 1 phần 2 cộng với 10 mũ trừ 4 mà đến cận một giá trị nào để cho A bình cộng B bình cộng C bình là rất khó. Thì việc mình đặt ra mình đi tìm xem cái A, B, C là gì để giải quyết các cái bài toán như thế này. Thì ở đây thì là mình sẽ sử dụng một cái phương pháp mà gọi tương tự như vậy này. Mình cũng là 1 phần 2 tính như vậy. 1 phần 2 cộng với 10 mũ trừ 4. Thế nhưng mà cái cận ở trên này mình sẽ là cận bằng 100. Bởi vì sao? Khi mà cái biểu thức F của F Fx này bằng AX bình phương cộng BX cộng C này, thì khi F 100 thì nó sẽ bằng là A nhân 100 bình cộng B 100. Thì cái cách phân tích này thì trong tài liệu thầy cũng đã nói rất kỹ rồi. Đây cho F 100 mình sẽ lấy xấp xỉ ra nên bằng là này. Thì khi đó F 100 thì mình đi tính F của 100 thì mình phải chia cho căn bậc 2 của 2 nhân 100, 200 trừ đi 1 chia cho căn của 199. Vì vậy đáp án mình xấp xỉ là bằng là 19901. Thì khi đó chắc là mình cứ chia cái cọc ra là 199 này, 01 này, thì 01 mình sẽ giữ nguyên, 99 sẽ bằng 99 trừ đi 100 thì bằng trừ 1. Và mình đã vừa nhớ sang thành 2 là 2x bình phương trừ x cộng 1. Thì từ đây mình suy ra được cái hệ số A của mình là bằng là 2, B của mình bằng trừ 1, C là 1. Thế từ suy ra được cái hệ số A, B, C rồi ấy, thì việc bài toán yêu cầu nó hỏi rất các cái giá trị của nó thì mình đã chỉ việc thay số vào thôi. Trên đây là thầy vừa hướng dẫn các em sử dụng một Casio để giải quyết một số bài tích phân ở cái phần 1 này. Thì có rất nhiều các cái câu hỏi khác, các cái thủ thuật khác thì thầy sẽ hẹn gặp các em ở các cái video clip tiếp theo. Các em nhớ chia sẻ cho bạn bè và đăng ký mua tài liệu Casio thủ thuật 5 chương để giải quyết các cái bài toán hàm số cũng như các cái bài toán về chuyên đề khác. Xin cảm ơn các